Em thấy là thầy Diệu Linh, em đại diện cho tổ một trình bày về phần thi chưa vừa rồi ạ. Phần thi của đội em cũng có 6 bước. Bước 1 là đổ đầy nước vào can 5 nước từ can 10 lít. Đổ đầy nước vào can 5 lít từ can 10 lít. Xong rồi đổ đầy nước vào can 3 lít từ can 5 lít. Khi đó ở can 5 lít còn thừa lại 2 lít. Đổ đầy hết nước từ can 3 lít vào lại can 10 lít. Đổ tiếp 2 lít nước còn thừa vừa nãy từ can 5 lít vào can 3 lít. Đổ đầy nước vào can 5 lít từ can 10 lít. Rồi đổ nước từ can 10 lít vào can 3 lít sao cho can 3 lít đầy. Khi đó số nước ở can 5 lít là sao? Là số 4 lít nước ở tiệm ạ. Đổ đầy bình nước 5 lít từ bình 10 lít, sau đó đổ nước từ bình 5 lít sang bình 3 lít. Khi đó thì bình 5 lít sẽ còn lại giữ lại 2 lít nước ạ. Tiếp theo thì bọn em sẽ đổ nước từ bình 3 lít vào bình 10 lít và đổ nước chuyển 2 lít nước từ bình 5 lít sang bình 3 lít. Và lại đổ đầy, tiếp tục đổ đầy bình 5 lít từ bình 10 lít. Khi đó vì là bình 3 lít đã có 2 lít nước nên là bọn em sẽ đổ. Sau đó bọn em sẽ đổ nước từ bình 5 lít vào bình 3 lít. Vì bình 3 lít đã có 2 lít nước từ trước nên là khi mà đổ đầy thì chúng em chỉ cần thêm 1 lít nước để làm đầy bình 3 lít. Và khi đó thì bình 5 lít sẽ còn là 5-1 bằng 4 lít nước ạ. Và sẽ khi đó thì sẽ được bình 5 lít chứa 4 lít nước ạ. Em xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Trần Linh Thảo. Em xin được đại diện đội 3 xin được nêu lên các bước thực hiện của đội em như sau. Đội em sẽ gồm có 4 bước. Bước 1 đó là dùng can 10 lít đổ đầy can 5 lít. Lấy can 5 lít đổ đầy vào can 3 lít. Bước 2 là đổ can 3 lít trở lại can 10 lít. Đổ 2 lít trong can 5 lít vào can 3 lít. Bước 3 là đổ đầy can 5 lít lần 2 và bước 4 là đổ đầy can 3 lít bằng can 5 lít, sau đó em sẽ được can 5 lít có 4 lít nữa ạ. Cảm ơn.